Kính thưa quý cha, xin được kính thưa các bậc cao niên đại diện cho hai bên gia đình, cũng đồng cảm với tình yêu của chú rể cô dâu, kính thưa toàn thể quý vị anh chị thân mến đang hiện diện tại đây với ngày đầu năm 2017. Lời đầu tiên, xin được thay lời cho ekip thực hiện chương trình đến từ công ty lễ hội sự kiện Tân Minh, xin được gửi tới quý cha, quý cụ, quý mẹ cũng như chú rể cô dâu lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào năm mới hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, có lẽ rằng tình yêu của chú rể cô dâu cũng như được sự dõi theo của Đức Kitô, người là đấng toàn năng đã mang lại đây những tình cảm lớn lao đến từ toàn thể quý vị anh chị. Và công ty Tân Minh chúng tôi là đơn vị được vinh dự đứng lên đây để tổ chức chương trình sự kiện này. Và xin được thay lời cho ekip thực hiện chương trình, thay lời cho lãnh đạo công ty, xin được trao tặng một món quà bằng hiện vật thể hiện sự cảm thông, sự chia sẻ. Và đây cũng là niềm động viên dành tặng cho chú rể cô dâu. Kính thưa quý vị, đến với công ty chúng tôi là sự phục vụ tận tình chu đáo, sự chuyên nghiệp và đặc biệt hơn nữa sự vẹn toàn. Nhưng đặc biệt hơn nữa, những đôi uyên ương đến với chúng tôi thì còn nhận được những món quà rất nhiều giá trị. Và chú rể cô dâu hôm nay cũng không ngoại lệ, họ sẽ nhận được một món quà, đó chính là một phiếu khuyến mãi đặc biệt mừng Giáng sinh cũng như chào đón năm mới, một chỉ vàng 4 con 9 nhân tài vàng bạc phú nhân nghĩa. Nếu quý vị đồng thuận với chúng tôi, hãy cho một tràng pháo tay thần lớn có được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn quý vị và chúc mừng chú rể cô dâu. Xin được thay lời cho lãnh đạo công ty trao lại món quà này cho chú rể cô dâu.